200.000. Ngàn 200 mua 10 tờ. Rồi, đủ rồi. 10 tờ được 20 tỷ. Con cái này 5 tờ, không biến luôn. Em thịt quay nhiều trăm vậy em. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 các bạn. Đến đây là video chia sẻ cho các bạn xem về bánh mì heo quay dai giòn của chị Mai. Bỏ cái cục khác là dai giòn được. Bé không có ké đâu cô ơi. Cho bình nước chấm đi em. Chấm hết luôn rồi. Cái bình đó đó kìa. Cho đi để tôi chấm mì đi làm ơn. Đó, đó là bà gọi nạc nha các bạn, 200k một ô, 320.000 một ký. Sườn đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120. Bánh mì 15k một ổ các bạn, thêm kêu thêm tính thêm thêm. Chị. Rồi, cảm ơn. Dạ 15 thôi. Giờ đủ tiền. Ra ớt mỏi. 300 thôi. Dạ 30 á chị. Có ớt rồi nha. Có ớt hả? Bà ổ nè. Bà ổ không lấy ớt nha. Bà ổ ớt là giấy trắng nha chị. Ở đâu vậy? Của anh trai ba ổ đúng không? Ba ổ không có gì. Lấy miếng này đi. Nó đó mở nha. Mở đi về cho kho. À đúng rồi, anh nói trước. Ba gọi mở. Chặt không anh? Chặt, chặt rồi các bạn xem nè. Dạ. Bà gọi mở này là 200k một ký nha các bạn. 60. Rồi, đợi, 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 đợi. Nước chấm à, lờ quá nước. Nước chấm. Ra mua mấy ổ mì rồi cô? Mua mấy ổ? Một ổ là tầm 15 gì? Rồi. Là ở trong chợ phải không chị Tâm? Cái chỗ hôm qua phải không? Hôm kia hôm qua gì trong chợ á. Cái chỗ Tùng á, chỗ đang ấy nè. Đi rồi. Đi rồi. À đi rồi hả? Qua mưa hôm nay trời sáng sớm mát mẻ. Bấm tiền hả? Làm bánh mì á.
xong thì cứ gần hết rồi. Muối như nào chị ơi? Ổng quá. Cắt đôi, cắt đôi. Ngoại cũng cắt đôi lấy sầu luôn. Chị Tâm. Tâm giờ này cũng ngày nào cũng bán thịt rồi quay đăng lên Facebook đó nha. Ồ, dữ dàng nha. Đi, mai người đầu tiên là thả tim luôn. Dữ thiệt. Bán gì? Bán lúa hả? Cái này nè, đứng lên chặt nè. Yên tâm là tâm ca. Thôi, khách tới luôn. Là ngày hôm qua hả? Ngày nào cũng vậy đó. Ồ. Bữa giờ đó, bán từ sáng tới sáng chiều luôn. Tiền để đâu cho hết vậy Tâm? Giờ đang bào, đang về bữa đi qua nước ngoài. Dữ thiệt ha. Bào từ sáng cho tới chiều luôn. Bào là đi ra Vũng Tàu mà. Đây là 300. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mấy cây? 5 cây đi. 5 cây. Rồi, ok. Các bạn thấy Lily lẹ không? Rồi, cho con 6 đi. Chặt không chốn. Hả? Chặt rồi. Đó là sườn non 300g một ký nha các bạn. Ô sen này lớn vậy. À, con sắp giống giống rồi. Em ơi. Mà hình như cao hơn đậu. Phải không? Rồi, chú Thành qua tới luôn. Hello chú Thành. Đây, khách tới luôn rồi các bạn. 30. Hai ổ bánh mì. Bốc khói luôn rồi chị Tâm. Nóng lắm. À, sáng sớm mình qua trễ bán hết nguyên sạp luôn các bạn. Giờ là heo quay qua tiếp các bạn. Nãy giờ mua 1 ký, 2 ký, 1 ký rưỡi. Thế hả? Trời ơi, quá đã. Bập luôn. Anh tiếng vô mánh. Tiếng mới tới mà. Ủa vậy hả? Vừa tới xong á. Tiếng giờ, thời gian vừa bán xong là tiếng tới luôn. Đi ăn chạm. Đi khuya mà ăn sáng. Đi khuya mà ăn sáng, đi đêm mà ăn sáng là câu này là của Lily các bạn. Đi đêm mà ăn sáng. Lily là 12 giờ khuya đói bụng bắt đầu đảo xe đi kiếm đồ ăn. Cái 1 giờ mới có đồ ăn cái bắt đầu chuyển qua ngày mới các bạn. Nên là đi đi khuya mà ăn sáng. Là 20 2 ổ anh. Đúng rồi. Đó, em ăn sáng sớm lắm, hỏi sớm là mấy giờ? 1 giờ sáng em ăn.
Dạ, ớt luôn á anh. Có ớt. Hai ổ. Ba ổ bánh mì nha. Chị Tâm tính chừng nào đi chúng tàu mà giờ bào dữ vậy? Mai đi đây rồi. Ồ. Ghê vậy. 30. Em sắm 4 bộ. 4 bộ luôn. Ở mấy ngày mà sắm 4 bộ. Không gì với hồi gì đem à. À con đêm. Phải. Vừa giá tới ngoại á. 2 bộ đồ rồi. Tâm vừa giá tới ngoại hồng cánh sen. Bikini ha. 4 tiếng sau rồi mà gì. 4 tiếng sau rồi chị Tâm. 4 tiếng nữa. Tối là chiều hoàng hôn màu đỏ đó ha. Dữ dằn thiệt không ơi. Tắm hoàng hôn chứ. 40. Đó mình chụp hình các kiểu đúng không? Cái lâu lâu cái mình thả tắm cái thèm không, vitamin C không. Quá. Nhưng mà có nằm lên miếng đá không? Không làm bãi cát. Bãi cát thôi. Không phải nằm trên đá mới được. Đó là có đá là có. Bãi trước có đá. Sao? Tới lúc đó là em đã kêu tài xế chở tới bãi trước cho người ta. Dạ rồi, dạ rồi. Ghế tài xế mà. Là vậy đó em. 45. Rồi ghế tài xế chị dành rồi đó ha. Thôi giờ lỡ rồi mình sắm 5 bộ đi. Bắt đầu từ trong này là mình mặc một bộ mình đi ra luôn. 1, 5, 5. Rồi chị đó hay Vũng Tàu. À ta nhìn là ta biết đi Vũng Tàu luôn rồi. Ta hỏi đi đâu vậy? Nói anh nhìn tôi anh không biết sao. Ngày mai chị Ly có đi không? Đi đó mà. Đương nhiên là không rồi. Ủa kỳ vậy. Ôi ngày mai là đi thiệt luôn hả? Đã dữ ta. Ngày ở đây là đi những đó năm ngoái tới năm nay mới được đi. Bên lịch đó. Dạ dạ nghe. Ổn hơn mua của hậu. Chị Tâm nhớ chụp hình nhiều nhiều nha. Check in các kiểu nha. Chị Tâm đi trời ơi. Chị Tâm 4 bộ còn Lily mấy bộ? Lily 1 bộ rồi. Không cần ra tới biển mới mặc đâu chị ta, mặc lúc mà mình xuất phát luôn. Mình vừa ra tới biển hai đồ liền. À, không, không, mặc từ trong nhà nè. Mặc từ phòng thứ tứ ra nè. Đúng rồi. Chị Nga có đi không? Làm gì không, trời ơi. Mấy bộ chị Nga? Chị Nga là 6 bộ. Chị Nga, tao núp trong lưng mà tao không chạy khó thoát khỏi ừ. Máy bay luôn. Dạ, dạ, nghe nghe. Ngày mai là chị thu ra hả? Ừ. Ngày mai chị bán xong rồi chị mới đi. Bố chị thu bán. Ở mấy đêm? Ở có 1 đêm. À. Ở ổn về 15 ngàn. Cái em mà lâu lắm rồi, tổ chức lâu lắm rồi mà giờ không có gì đi đó. Dạ, tâm sáu cho con. Tâm sáu chị Tâm ơi. Nghe nghe nghe. Ở bãi trước hay bãi sau đặng mình có gì mình chạy xe ra cái mình lấy like can mình bay vòng vòng mấy bạn lúc mấy bạn ra tấm biển chụp hình nha. Ở bãi nào ta? Bãi sau quá. Bãi sau không tâm. Ờ bãi giữa bãi sau. Bãi giữa bãi nào ai biết. Em hỏi thì mà bảo làm cái gì chứ. Đúng rồi, ai biết là sẽ ở bãi nào. Bãi trước, bãi giữa, bãi sau. Trời bãi nào là tắm bãi đó phải không? Ừ. Nhiều đồ mà sợ gì đúng không? Ở ở thì cắt làm hai cho chị ớt cho đi. Dạ. Hai bên thì cắt làm hai cho chị. Dạ. Tâm đi mai đi em quay clip Tâm gửi là phụ ra. Ok ok. Quay clip Tâm mặc mấy bộ quay là hết luôn. Nhớ ấp bính nha. Ấp bính là ba hai chùm. Còn hai chùm thôi. Nhớ đem ý kiến của chị Mai cho tặng hôm trước nha. Trời đem chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, bữa đó làm mấy chút nữa mà. Vụ vậy luôn hả? Cố gắng làm nhiều hả? Gắn chứ. Gắn chứ. Gắn chứ. Đó thì bớt ra nè. Không, mình đem ý kiến cũng đỡ rồi. Gắn làm nhiều đem ý kiến ai thấy đâu. Không, thường thường. Mình nói ra. Thường thường có lông nheo của cái keo đó. Nhưng giờ mình chuyển qua mình gắn keo gắn sắt vô là tắm cỡ nào nó cũng không gớt chứ á. Chưa chị.
Nghe mấy chị em đi tắm biển mình cũng háo hức quá các bạn. Bây giờ đang chờ Lily gửi mấy cái mấy cái video của Lily quá. Ủa là không bậy xin lỗi. Mấy cái video của chị Tâm. Trời ơi. Có sao không? Đây là chị có video nào đâu. Chị Tâm quay video Lily gửi cho. Đúng rồi. Okay, chẳng em làm em quay Lily, ai quay em? Thì Lily quay lại chị xong rồi chị quay chị Nga. Không, để em đi xin em quay Win Team cho. Đúng rồi, đúng rồi đó. Xong em gửi anh Bụi, em Bụi đăng lên cho mọi người coi nha. Đồng ý không? Chịu view luôn nha. Chịu view là không có chắc chịu view nha. Chịu view là cả bảy. Cái gì dữ vậy? Ổng mày chốt 15. Em gửi cho chị. Chị là chị như chị Tâm như chiều view 1 tỷ á. Của Long sầu riêng. Long tung cho năm nay trúng mùa sầu riêng quá. Tung trồng sầu riêng mà trúng á. Nghe nhà. Bánh mì rất giòn các bạn. Nói sang á. Lấy cho hai ổ mì. Hai ổ mì luôn chị Tâm ơi. 30. Cô chú ngọt quá ha. Thấy em cầm cho nhiêu nó đủ không anh? Cô chú chắc cũng khoảng hơn 60 thôi ta.
Rồi, khách tới luôn. Lấy ổn thì thật. Có nhiều người cũng thắc mắc, nhiều khi sao bà sau Lê Ly không nói gì, im như kiểu mà nhiều lúc sao nói nhiều vậy. Cũng khó sống lắm. Thế em nói chuyện hay mà có duyên, mà sao có nhiều người còn kêu em vô duyên nữa. Thì đó vậy. Anh tưởng mình anh vô duyên thôi, ai ngờ đâu em cũng vô duyên nữa. Có nhiều người nói sao không để cho Lily nói chuyện đi, mấy anh nói chuyện hoài mà mấy anh không nói chuyện, sao Lily nói chuyện? Không lẽ đứng trong đó nói chuyện mình hoài tới công chuyện luôn á. Đúng rồi. Cái quy luật đơn giản vậy nữa mà mọi người cũng không hiểu nữa. Tướng làm bánh mì mình vậy mà nói chuyện một mình là tới công chuyện liền á. Phải tương tác qua lại thì mới có cái câu chuyện để nói các bạn. Lily 7 giây nóng 3 giây lạnh. Em quay có bán 200 cây am không? Ba bán chứ chú. Nhiều 200. 70. Chặt rồi nghe. Rồi hai lạng thịt nhỏ rồi. Để em chút. Đỏ. Trời ơi. Trời ơi. Bà những người. Trời ơi, tiền nó nửa chặt luôn đó. Muốn gì à? Lấy cho ổ bánh mì đi, đừng có bỏ dưa leo rồi, lấy dao rồi. Không có rau, ở đây có dưa ngò thôi. Bỏ ngò ngò chứ. Ôi, từ từ mấy anh ơi. Rồi. Sao thơm hổ nè, dữ vậy. Bỏ ngò. Mà con phía trước đi chị Tâm quay. Bỏ là không dưa leo ngò. Cho nước mắm riêng nha chị. Bên kia hổ không lấy gì nữa chú. Lấy ngò thôi. Lấy ngò với ớt thôi. Cho nước mắm riêng á, đựng chan vô, đi về mới ăn. Này con có nước mắm chú rồi, có nước tương xịt vô thôi. Rồi. Đó, còn một bẹ sườn đó anh, bên tay phải luôn. Thao cái miếng bự nè. Đó, đúng rồi. Dạ. 15 nói không? Nói luôn. Không, 15 không? Bon kia lấy chú, lấy tiền rồi. Lấy ngò thôi, lấy vừa. Lấy ngò vậy đó. Lấy chan. Rồi, 480 nha. Trăng vô vậy đó. Lấy em cho lấy gì chú lắp ra đi. Tấm này hợp 15 ngàn ngọt quá. Alo. Bỏ 20 ớt nhiều. Có gì không? Sức cô. Muốn gì anh ơi? Rồi. Kêu rồi. Lấy tiền rồi Nảo ơi. Lấy 45 ngàn của chú. Lấy cái trò luôn ơi. Hết giờ, cái đó rồi á. Hoài luôn rồi. Nó ổn 20 ớt gì rồi. Lấy trò thôi chú. Không đúng rồi, lấy tiền rồi. Thôi em chặt lại chú ơi. Chặt ra luôn. Nhiều. 55. Này chặt ra luôn rồi, về kho. Còn duy nhất một cái móng. Đặt cái nhỏ. Còn là heo không? Nói rồi chú. 50 chú ơi.
rưỡi 200 cẳng. Ở bánh mì bên ngoài luôn. Trời. Trái tim mong manh hả chị Tâm? Dễ vỡ lắm. Dễ tin mà. Chị Đại cho bình tiên mà trái tim dễ vỡ nha các bạn. Thấy vậy chứ. Yếu đuối à. Cảm ơn bên ngoài rồi các bạn. Rồi cảm ơn chú. Chặt cái để nguyên rất giòn các bạn. Rồi. Nè cô đưa nè. Ê cái bánh bịch bánh bao nữa nhiêu? Rồi. Mấy cái trắng trắng này là sụn các bạn, sườn non. Hôm nay trên đường vắng. Chị gái đi chợ giờ mua quá trời luôn nè, nào chả, nào rau củ. Các bạn hướng ngoài kia là đại lộ Võ Văn Kiệt nha các bạn. Các bạn chạy vô đây là chợ Bình Tiên. Món ổn mì luôn chị Tâm ơi. Cảm ơn cô nha cô. Rồi chặt bên kia luôn. Hai ổn mì luôn. Chị Tâm lẻ thiệt. Đó, chị gái ngồi góc bên đó đang chờ người thân lại chở về các bạn. Giống như con hay là ông xã chở đi chợ xong rồi đi uống cà phê, chờ đi chợ ra, giờ chỉ đi ra rồi giờ chờ người thân lại ướt. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bye bye các bạn.